Ok, lần nữa thì một lần nữa cũng xin lỗi người rất là nhiều. Thì qua câu chuyện hồi nãy chung với anh chia sẻ đó, thì thật sự thì mình rất đồng tình. Cái vấn đề ở đây là Việt Trai nè, cái chuyện mà thanh niên hay người lớn hay mình nói cái câu đơn giản như Việt Nam chúng ta hay có cái câu là đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự á, hay là họ họ chơi hay họ quyết định cái gì đó, đó là cái quyết định của cá nhân họ. Nhưng mà đây mình hoàn toàn không đồng ý trong vấn đề là đưa vào trong nhà trường và đặc biệt là các lớp tiểu học, giống như cái lúc đầu mình mở live mình đã nói. Thực ra mình đồng tình một điểm thế này, việc live với mọi người không biết thấy thế nào ạ. Có nghĩa rằng ở Việt Nam chúng ta nó có rất nhiều câu chuyện. Mà đặc biệt mang cái tính lịch sử ấy, thì nếu mà các giáo viên hay các nhà trường hay các bạn bên giáo dục ấy, họ vận hành vào ấy, thì họ có thể phát triển ra những trò chơi rất là hay. Nó vừa mang tính giáo dục và nó vừa mang tính là cho những đứa trẻ nó biết về cái lịch sử của đất nước nữa. Tôi qua nói ví dụ điển hình thôi. Họ cho những đứa trẻ nó chơi trò gọi là giỗ tổ vua Hùng đi, đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì thường có cái lịch sử và luôn hàng năm là tổ chức là giỗ tổ vua Hùng, hay là cái truyền thuyết mà gọi là Âu Cơ với Lạc Long Quân, đúng không? Trăm trứng đẻ trăm con, đúng không? Ở Việt Thì Nam mình đó ví dụ nhiều, ở Việt Nam mình nhiều lễ hội lắm anh. mình nói ví dụ như là lớp trẻ mầm non nè, ví dụ như là các giáo viên họ hóa thân thành mẹ Âu Cơ và Lạc Long Quân, đúng không? Còn các đứa trẻ thí dụ như là nó hóa thân thành 100 trứng thì chia ra, thí dụ như những đứa trẻ đó là chia ra cho tụi nó bắt đầu làm những cái việc gì đó, nó mang lại được gọi là cái thành quả, ví dụ như là đi trồng cây hay đi thu hoạch cái gì đó để mang về để làm gì, để làm cái tích điểm, hay là lấy căn cứ vào đó để gọi là cái xác nhận cái việc mà gọi là đạt thành tích hay là thắng thua trong cái cuộc chơi đó. Nó vừa mang tính giáo dục rất là cao và nó vừa định hình cho những đứa trẻ là phải thấy biết được lịch sử của nước nhà, đúng không, của truyền thống của tổ tiên ra sao, và cái việc mà cái trò chơi đó nó rất là nhẹ nhàng. Thực ra với mọi người công nhận các bạn, nó rất là nhẹ nhàng, và tôi quan tin rằng với những người họ họ có tổ chức hoặc là họ có những cái tầm nhìn tốt đó, thì tôi quan tin rằng nếu mà họ vận dụng vào cái câu chuyện đó thì chắc chắn họ sẽ sáng tạo ra một cái trò chơi rất là bổ ích cho giới trẻ, Đúng. và đặc biệt nữa là nó tạo được cái sự giáo dục cho những đứa trẻ nó biết được rằng lịch sử Việt Nam là như vậy. Rồi thí dụ như nó được nâng tầm theo từng lớp, tức là cao dần lên đó, việc ra với mọi người đúng không? Ví dụ như là tiểu học ha, tiểu học là chơi trò đó, hoặc là mầm non mẫu giáo chơi trò đó, bắt đầu lớp lớp 3, lớp 4, lớp 5 vân vân, nó sẽ nâng tầm dần dần, là nó đi nó chạy dài theo cái chiều dài lịch sử của Việt Nam, rất là hay. Đúng Thì rồi. không hiểu sao thì mình không hiểu sao, vấn đề là cái đó thì góc nhìn của người dân của mình thôi, chứ còn thực ra để làm được cái điều đó thì chắc chắn nó phải đòi hỏi là một sự chung tay rất là lớn từ cộng đồng, và đặc biệt là từ bên các cấp có thẩm quyền hoặc là của Bộ Giáo dục, họ phải là nghiên cứu hoặc sáng tạo ra những cái trò đó, đúng không ạ? Giống như mọi người có xem trên TV hoặc những chương trình gọi là vận động trường đó, thì theo mình biết thì không đâu xa cả, ngay tại Vĩnh Long Anh Tơ Quang hoặc là ơi, gần thành phố Hồ Chí Minh. anh Tơ Quang Nói đi việc rồi. anh Tơ Quang cho em mấy giây nha, để em chỉ cho anh chị Rồi. em coi này. Ồ, nó đúng là ngày Halloween này, giống như là ngày tận thế vậy đó. Ở bên Hàn Quốc là bây giờ chết trăm năm mấy người rồi, gì mới thất thì ngày hôm nay luôn. Anh chị em coi ở bên Ấn Độ nè, sập cây cầu chết 32 người đó, em để lên màn hình nè. Mới sập cây cầu ngày hôm nay chết 32 người là hiện tại nha, còn không biết bị thương rồi vài bữa lên nhiều nữa nè, thấy ghê không?
Nhưng mà cũng vì cái lễ hội đó luôn hay sao, cũng vì chưa tham gia biết, cái lễ đây là hội đó mới, nó mới nhảy lên thất thì nè, em không biết là có phải nó chơi lễ hội này hay là không, mà ở trong thành phố đàng luôn. hoàng á mà sập cây cầu cái băm hai người lên đường đó, thấy không? At least là thấp nhất là 32 người, rồi rất là nhiều người đang bị thương, cầu sập. Thì để em coi thử coi có phải chơi cái này luôn không. Man, ghê quá. Anh chị em thôi, lễ lộc năm nay coi ở nhà được, ở nhà đi nghe không? Được rồi, mấy anh đó thì nhà coi ôm gấu ghiếc gì đi, ôm cọp beo gì chơi ở nhà đi cho nó an toàn, an tâm. Nó loạn hết rồi. Ok, mời anh tiếp tục đi, để em coi này cái. Anh thử nhất mà gửi yêu cầu lên lại em thử nhất thì đó, thì ý mình nói như vậy, để làm được cái việc đó thì chắc chắn thì cần cái sự chung tay của từ gia đình, Mời lại chú Nhất nha. và tới các cơ quan chức năng. Rồi thêm một cái nữa, giống như là có chia sẻ đó, và lúc đầu và cơ quan mở cái này, cơ quan cũng có nói sơ qua đó là vấn đề cái gì, hội phụ huynh đúng không, phụ huynh họ họ viện dẫn vào vấn đề là cái việc chơi Halloween á, chính quyền không cấm mà chính quyền cũng không cổ suý, nhưng mà tại sao họ viện dẫn là tổ chức ra để cho mấy đứa trẻ nó vui nó chơi. Xin hỏi mọi người chứ lấy cái điều gì, căn cứ vào điều gì là cho rằng các đứa trẻ nó vui, đúng không? Hên quá, ai đây, hình như anh thơ quan luôn nè, đó anh lên lại rồi phải không? Nó đó. Ai chà ơi, ôi tôi chọt 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 sao giờ ông nhảy lên được rồi. Ok dữ không. Chứng tỏ là nãy giờ ông cắt cái càng của tôi chứ đâu phải tại tôi đâu, đúng không? Giờ ông đổ thừa tôi mập, tôi nặng gì, Không dám rõ ràng đâu, chưa? phải đưa dây cáp mà loại dây cáp hạng nặng xuống đó mới. Không cấp, bạo dục không cấm, không cấm nhưng mà cũng không cổ suý. Bọn này tự tổ chức ra à, thì câu hỏi đặt ra, tự tổ chức ra rồi khi sự cố xảy ra ai là người chịu trách nhiệm? Và qua cái câu chuyện, qua cái đoạn này thì thưa quan cũng rất đồng tình với thứ nhất, đó là gì? Tức là họ nói theo kiểu mà mang cái tính chất nó gọi là nó hơi phủi tay một chút, đúng không? Nó hơi phủi tay một chút. Thưa quan nói ví dụ đi, có vấn đề gì nó trục trặc á thì họ bảo à cái này là do hội phụ huynh họ tự đồng ý mà, họ tự nguyện mà, đâu có ai ép buộc đâu, thấy khổ không? Còn cái chuyện mà ảnh hưởng tới tâm lý những đứa trẻ, chúng ta đơn giản câu thế này thôi. Không biết mọi người có xem được cái đoạn clip, cũng là do người dân họ đưa lên không gian mạng á, là cái chuyện mà vừa rồi cái cuộc thi hoa hậu Miss Grand gì đó, đúng không? Đó, tức là cha mẹ cho đứa bé nó xem cái cảnh gọi là Miss Grand đứng ra hô tên gì đó rất là khủng khiếp, Thấy thì phản lập cảm tức quá. đứa bé khóc thét lên ngay. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ huống hồ gì nữa trẻ mà nó thấy hình ảnh ma quỷ giống như việc ra nói máu me rồi đầu rơi rồi trời. Ngay người lớn á nhiều khi thấy mấy hình ảnh đó mà còn là ngủ không được nữa, huống chi mấy đứa trẻ. Cái chuyện đó ai có làm ra một cái, ai có ai đứng ra làm một cái cuộc khảo sát chưa, hoặc là cái cuộc gọi là tìm hiểu về cái sự phát triển tâm lý của những đứa trẻ chưa, đúng không ạ? Rồi hỏi sao trong xã hội hiện tại bây giờ nó xảy ra những cái trường hợp là bạo lực rất là nhiều, Chào chú thậm Phong. chí là cái bạo lực đường, ở đâu ra những cái chuyện đó? Thì cái này rất cần những cơ quan chức năng gọi là có thẩm quyền đó, họ vào cuộc, họ tìm hiểu và họ đưa ra những cái định hướng nó mang cái tính chất nó đúng, đồng ý với mọi người. Du nhập nhưng nên biết chắt lọc, và cái quan trọng nhất là những nơi tổ chức á phải đầy đủ cái chuyện giám sát và đặc biệt phải chịu trách nhiệm về cái việc đó.
chứ không phải là cứ thấy cái gì của Tây là tức lao vào chơi, lao vào làm theo rồi hô hào thế này thế nọ, vì cớ là để cho trẻ em học sinh nó vui. Đó là để nó vui thì thiếu gì trò để nó vui. Thì ở đây thì chỉ một góc độ đó thôi, quan xin ý kiến nhỏ về cái góc độ cá nhân của mình về cái điều đó. Và là tiếp theo xin mời anh Tự Nhất hoặc là Huy ạ, giao lại cho Việt Trai. Tôi xin tiếp lời cái chỗ thuê quan cái này nãy giờ tôi không biết mà tôi chưa nói hết. Đó là tôi nói ủa sao gì đột ngột quá vậy? Alo, tôi Ok nói nghe được vậy không đó. ạ? Nghe nghe chú. Nghe chú Nhất á. À, thôi được rồi, bây giờ tôi nói về vấn đề này. Về vấn đề mà thờ cúng nè, về tâm linh nè. Tôi nói ví dụ như bây giờ đối với quan dân thường cái thời Tam Quốc nha, quan dân thường thời thì tại sao dân Việt Nam mình lại thờ người Tàu? Có thờ đúng chứ, người Tàu họ du nhập qua đây nè, họ họ di cư qua đây nè, họ lánh nạn qua đây, thì nhất là những người Minh Hương rồi dân dân thì họ thờ Quan Công, họ thờ cái tiết nghĩa của Quan Công là họ tại vì Quan Công là người Tàu thì người Tàu thờ chuyện đó. Nhưng mà tại sao dân Việt Nam mà lại thờ Quan Công mà không thờ ông Trần Đạo, không thờ ông Quang Trung à, hay Đúng là rồi đó. những bậc Ừ. mà Cái đó chú Nhất nói con cũng thắc mắc chỗ đó đó. cái gì cái đó là gì, rồi bây giờ chúng ta phải du nhập những cái lễ hội mà gọi là văn hóa của phương Tây á. Như vậy có phải là chúng ta nô lệ văn hóa của họ không? Nô lệ về văn hóa đó là một hình thức nô lệ đó, một hình thức nô lệ về văn hóa. Chúng ta du nhập vô rồi chúng ta vẫn làm như là chúng ta là người Tây phương, làm như chúng ta là người Tàu đi thờ Quan Công rồi đi làm lễ hội này lễ hội. Một hình thức vô hình chung chúng ta tự biến mình thành nô lệ văn hóa của nước ngoài. Quan điểm của tôi là như vậy, không biết các bạn sao. Xin mời các bạn tiếp lời. Em mới nói với anh Thư Quang hồi nãy là 32 người chết phải không? Giờ mới lên 60 người rồi đó. Trời Cây đất. cầu ở Ấn Độ bị sập, đứt dây cáp, rớt xuống sông một mớ luôn. À, thấy chưa? Thì kinh khủng không? Mới mới Mấy thức người thị sao luôn ghét á chú, mới 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 rớt luôn á chú Thượng Sĩ Nhất. tôi hôm nay tôi phải nói với các bạn thế này, bữa nay tôi đi đám tang mẹ của anh Lễ, tôi ở ngoài với ảnh cho ấm nhạm, tôi tới 9 giờ hơn 9 giờ tôi mới về, tại vì tôi ở ngày nay ở ngoài đó, tại vì một mình ảnh không có lo lắng gì được á, rồi cũng có uống mấy ly rượu mà uống mà cái kiểu mà nó không có xỉn á, khó ngủ đừng có nói nữa. Cũng không có sẵn tôi nói tôi mà những cái gì mà hiểu được tôi biết được thì tôi trao đổi với các bạn, chứ tôi không dám dạy nha, cái đó nói thật nha, mặc dù tôi lớn tuổi nhưng mà thực ra nói cho nói cùng không phải lớn tuổi là hiểu biết hết đâu, thì chúng ta trao đổi nha để mà tìm hiểu nhau như nãy giờ tôi quan nói đó, đó là những cái chúng ta lên đây trao đổi với nhau để chúng ta nhận thức thêm được những điều mà chúng ta chưa biết, nắm bắt được những điều chúng ta chưa biết đó. Xin mời các bạn tiếp lời. Mời anh Huy. Chào chú Thượng Sĩ Nhất, chào anh Việt Trai, chào anh Thơ Quang nha, chào mọi người. Thì chắc qua cái vụ việc của Hàn Quốc thì đối với Việt Nam á, thì nó vẫn có những cái nét tương đồng về văn hóa của Hàn Quốc với Việt Nam. Thì mình cũng là người Việt Nam thì nghĩa tử là nghĩa tận, mình cũng thành thật chia buồn lên những cái nạn nhân trong cái vụ mất mát của Hàn Quốc. Đối với Hàn Quốc thì về quá khứ thì mình không nói, nhưng mà về hiện tại giờ thì có một người mà người dân Việt Nam luôn yêu mến, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. À, thì chắc có lẽ mọi người cũng biết, thì đối với Hàn Quốc thì có những cái du nhập văn hóa vào Việt Nam, thì khi cái sự việc xảy ra thì đối với chúng ta thì rất là đau xót. Chào anh cứu Mình cũng chia xa. buồn. À, trong đó thì thông tin từ Bộ Ngoại giao thì cũng có một người Việt Nam, à, có một người Việt Nam cũng bị mất trong cái vụ việc đó. Nhưng mà nói xét về văn hóa thì đúng như anh Thơ Quang với lại chú Thượng Sĩ Nhất đã chia sẻ, thì đâu đó của người dân Việt Nam
nói chung mà người dân miền Nam nó riêng ha, thì nó bị một cái thời gian dài sống trong cái chế độ của phong thực dân của đế quốc, nó đã bị ảnh hưởng cơ bản về cái văn hóa phương Tây. Thật sự nếu như mà mình nói Việt Nam mà mình chia ra hai miền, miền Bắc và miền Nam á, thì người dân miền Nam trong cái giai đoạn Mỹ có mặt, người dân miền Nam lại bị lai căng về văn hóa phương Tây cơ bản nhiều hơn người dân miền Bắc. Từ cái đó mà bữa nay là cái người dân miền Nam mà quá trình tiếp thu văn hóa của thế giới thì có những cái học đòi, thật sự mình nói đây là học đòi, có những cái mà mình thấy nó vô lý. Biết rằng là cái lễ hội này là du nhập từ phương Tây nhưng mà cũng không nhất thiết phải đưa vào cái môi trường giáo dục, có thể là cho lớp trẻ họ tự do sáng tạo thì mình cũng tạm chấp nhận, nhưng mà nếu như đưa vào môi trường giáo dục thì nói như anh Thư Quang thì bản thân em cũng là người không đồng tình với cái cách mà của một số cái nơi trong cái lĩnh vực sư phạm họ đưa vào để cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em họ bị nhiễm đi, họ bị mang cái tư tưởng đó đi. Thật sự ra những người mà sống ở vùng nông thôn như anh Thơ Quang trước đây hoặc là chú Thụy Sĩ Nhất á, cái thời xưa cái lớp trẻ cỡ như em đây nè, trước đó nữa thì mình không dám nói đi, người ta đi trước mình không dám nói, nhưng mà cỡ như em mà con nít mà lúc mà cỡ 7-8 tuổi, 8-9 tuổi không dám, tối không dám đi ra đường, chỉ trong đầu óc nó lẻn vẽ một cái câu là sợ ma thôi. Mình nói thật vậy đó, cái sợ ma là mình không dám đi rồi, cộng thêm là hồi xưa thì điện đồ nó không có như bây giờ, cho nên là rất là ban đêm rất là sợ, chỉ ra thấy một cái gì đó, một con đơm đớm hay một cái gì cũng đã là gọi là sợ ma. Nhưng mà bữa nay là đưa cái văn hóa, đưa cái nét sinh hoạt văn hóa của phương Tây, cái lễ hội Halloween hóa trang vào trong học đường, nó tạo những cái cảm giác rùng rợn. Tại vì anh ta với một lễ hội này là lễ hội hóa trang thì tự do mà, tự do muốn hóa trang thành gì hóa trang, nhưng mà hóa trang thành những cái gì đó nó trừu tượng và nó mang cái tính ghê rợn. Tại vì có hóa trang thành một con người không có đầu, rồi máu me nè, rồi khuôn mặt quỷ dữ nè, quỷ sứ này nọ, rồi nhiều cách, cho nên là mình nói đưa vào cái môi trường học đường, đặc biệt là trẻ em á, là không tốt. Rồi cộng với là cái người Việt Nam mình thì cái tính thứ nhất là háo thắng, thứ hai là ai du, phải nói thẳng là người Việt Nam mình nó cũng còn cái đặc tính đó anh Việt ra. Với lại chú Thủy Sinh với lại anh Thơ Quang có đồng ấy, thứ nhất là háo thắng, thứ hai là ai du, thấy cái gì mà nó tập trung đám đông rồi này nọ thì lại hơi ăn theo. Chính trong cái môn bóng đá đó, thực sự là môn bóng đá đó, mà có những cái mà nó cũng tiếu lâm, mà gọi là tiếu lâm á, là những cái bạn nữ, những bạn trẻ nữ cũng vì thích những cái cầu thủ này, cầu thủ kia đi xem bóng đá. Vì Việt Nam trong cái trận đấu đó không phải bọn cái áo màu đỏ đi, mà bọn áo màu trắng hoặc là màu khác, rồi đá như là Malai, Indo rồi hay là các cái nước khác, cái họ bọn áo màu đỏ, cái thấy màu đỏ đá vào gòn cái là ăn mừng, nhảy ăn mừng. Mà thật sự đó không phải Việt Nam mình ghi bàn, có nhiều cái thấy Ajua, cho nên là khi anh tham gia mà anh cũng không hiểu được cái nội dung đó, anh không hiểu được tính chất đó, anh không hiểu được cái sự vật việc đó mà anh lại Ajua thêm, thì cái đó là một cái tính xấu của người Việt Nam khi mà không xét kỹ tất cả mọi cái gì xung quanh trong cái phản biện về đấu tranh chống đồ dị xuyên tạc, cũng như là những cái gì nó liên quan đến không gian mạng hiện nay. Cũng có những người Ajua đó, Ajua rất là nhiều, Ajua theo cảm tính nữa. Cho nên là cái này thì theo mình thấy thì biết rằng là nhà nước Việt Nam không cấm, nhưng mà những cái đó cũng nên trong cái ngành giáo dục cũng nên có cái chỉ đạo và hạn chế cái đó trong cái môi trường sư phạm, đặc biệt là cái giáo dục mầm non và tiểu học, những cái ngành mà những cái nơi mà học sinh, những đứa bé, những đứa trẻ nó mới bắt đầu nó phát huy được cái sự hiểu biết, khám phá, tìm tòi của nó, dễ bị ảnh hưởng, tiêm nhiễm những cái xấu trong xã hội.
Mà bác chú thì duy nhất với lại anh thơ quen nha, Việt ra có thấy rằng là Việt Nam chúng ta khi mà hội nhập và cái mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh thì internet này, đặc biệt là các cái game á, các cái game khi du nhập vào Việt Nam mà làm cho một số em học sinh mê game, bỏ học rồi sanh ra những cái vấn đề mà bắt chước theo game. Kể cả những cái vụ án giết người luôn. Khi mà hỏi thì họ cũng những cái đứa trẻ, những đứa học sinh đó trả lời một cách nó vô tư lắm, bắt chước theo game để thể hiện mình như thế thì thấy rằng tốt. Thì em thấy rằng là cái nội dung này có thể là cho phát huy ở bên ngoài những cái tụ điểm, những cái điểm này kia, nhưng mà tránh trong cái môi trường học đường, đặc biệt là trong cái môi trường học đường mầm non và tiểu học, là cái nơi mà những đứa trẻ đã bắt mới chập chững bước vào 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 đời và nó theo, nó học theo, nó dễ bị tiêm nhiễm những cái xấu đó, là cái mà không nên. Và qua cái vụ việc của Hàn Quốc thì mới thấy được rằng là đối với Việt Nam chúng ta trong cái thời gian qua là nhà nước, chính quyền các cấp cũng rất hạn chế cái việc là tổ chức những cái gì mà tụ tập đông người. Rất là hạn chế. Để chi? Không phải rằng là chúng ta hạn chế mà chúng ta sợ rằng là tụ tập đông người đó rồi dẫn đến những cái việc bạo loạn này, nó kích động biểu tình này, nó không phải. Nhưng nếu như trong một cái không gian hẹp mà anh tổ chức những cái chương trình, những cái gì đó mà cái tụ tập đông người quá, nó gây ảnh hưởng, ví dụ như có cái chuyện như Hàn Quốc vừa rồi thì chúng tôi chỉ có thấy rằng là chỉ còn thoát ra được dẫm đạp là đã gây chết người. Qua cái vụ việc này thì mới mình chúng ta mới nhắc lại một cái chuyện nó cũng mới, nhưng mà nó cũng đã qua cách đây cũng không lâu lắm, nhưng mà nó cũng gọi là lại, có nghĩa là cái vụ mà ca sĩ Tuấn Hưng của Hà Nội là tổ chức hát nhạc ở trên ban công phục vụ nhu cầu của những người ham mê âm nhạc, và ở cái phố đi bộ của Hà Nội là vào cái đêm diễn nhạc của Tuấn Hưng ở trên ban công đó, có hàng chục, hàng ngàn người theo dõi. Nó gây ảnh hưởng rất nhiều tới cái vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, cũng như là nếu như có chuyện gì xảy ra, chỉ một cái vấn đề nhỏ xảy ra thì có thể là chen lấn xô đẩy dẫm đạp, có thể gây tới cái chuyện là chết người. Mà vừa rồi thành phố Hà Nội cũng như là chính quyền cái quận Hoàn Kiếm chấn chỉnh và nhắc nhở ca sĩ Tuấn Hưng chuyện đó, đó cũng là một cái đảm bảo được cái tính mạng, cái quyền sống của con người trên đất nước Việt Nam. Tôi xin lỗi Thì Quy. từ cái mới mình mới liên hệ tới cái cũ để mình thấy rằng là cái việc chấn chỉnh các cái tổ chức hoạt động ngoài trời đông người là một việc cần thiết mà pháp luật Việt Nam phải nên tiến hành thực Xin hiện cho nó tốt. các lời Quy chút xíu, xin các lời Quy chút xíu. Dạ, đó thì xin mời chú. Không không, tôi không có nói, tôi xin lỗi các bạn, cái điện thoại tôi nó hết pin, sắp hết pin rồi cho nên hồi xin phép xuống luôn. Ok, con cảm ơn chú thượng sĩ nhất nhiều. Chào Đó thì chọt quá mà chọt tới điện thoại chịu không nổi luôn, hết pin luôn, hiểu. cảm ơn chú quá nhiều, quá ai thì lên lên tham gia chơi. thì đó là những cái mà em cũng muốn trên cái diễn đàn của anh Việt Trai thì em nói thêm mấy cái vấn đề đó, cũng vừa liên hệ cái mới cũng như là liên hệ tới cái cũ, cũng như là mình cũng có những cái lời nói mình mong muốn rằng là chính quyền từ trung ương tới cơ sở cũng có những cái quy định ràng buộc trong những cái lễ hội, cái văn hóa lễ hội mà tập trung đông người, để đảm bảo được an toàn về trật tự xã hội, an toàn về phòng chống cháy nổ, an toàn về tính mạng sức khỏe con người. Thì đó là những cái mà em muốn nhân trong cái cơ sở cái diễn đàn của anh Việt Trai hôm nay, thì em cũng muốn gửi gắm những cái suy nghĩ của em như thế. Thì tiếp tục mời anh Việt Trai cũng như anh Thơ Quang ạ. Ok anh, cảm ơn anh nhiều. Đồng ý với quan điểm của anh luôn. Em thì em cũng vậy đó, em cũng không có muốn Việt Nam mình giờ nó du nhập vô mấy cái lễ hội mà nó thật sự nó không phải một cái gì của đất nước mình cả, chả có học được cái gì hay, mà học toàn là mấy cái tầm bậy tầm bạ, mấy cái đó mà em không không ủng hộ. Mà anh Thơ Quang có ý kiến gì không? Ok, thì qua vấn đề chia sẻ thì mình cũng đồng ý thôi. Nói chung là cá nhân mình thực sự là rất phản đối cái chuyện mà các trường, đặc biệt nha, đặc biệt là cái trường mà gọi là cấp tiểu học đó,
từ cấp tiểu học á, mà tổ chức những cái lễ hội này cho những đứa bé thì mình hoàn toàn không đồng ý. Mình hoàn toàn không đồng ý. Với mình là như vậy. Bởi vì á, ai cũng muốn đứng ra tổ chức là thế này thế nọ, mượn trên danh nghĩa là giúp cho trẻ nó vui, trẻ nó thế này, trẻ nó thế nọ. Nhưng mà chưa thấy ai đề cập tới vấn đề là tổ chức ra sao, tổ chức thế nào. Và đặc biệt là ví dụ như mình nói hóa trang thôi. Có giám sát được hóa trang là không nên hóa trang những cái cảnh ma quỷ không? Hóa trang mà đơn giản gì là hóa trang thì có thể tại sao không hóa trang cho đứa bé, những đứa trẻ đó là gì? Thành những công chúa, thành những hoàng tử hay là câu chuyện lọ lem vân vân mây mây thì mình cũng thấy đôi khi còn tạm chấp nhận được, việc ra hình dung không? Đúng rồi. Còn đằng này giờ biến tướng bắt đầu là máu me rồi đầu cắt cái đầu rồi không có cổ, nhìn nó rất là phản cảm. Thật sự á, mình không hiểu sao mà họ lại làm như vậy. Vấn đề họ cứ kêu gọi, đôi khi trên tiêu chí họ kêu gọi thì họ bằng cách nào đó để họ đạt được mục đích là gì? Là lấy được sự đồng thuận, ha? Lấy được sự đồng thuận của các bậc phụ huynh. Nhưng mà cái chi tiết cuộc chơi và chơi như thế nào và cấp độ chơi, nó mức độ nó ra sao, nó nhẹ nhàng hay như nào, nó phù hợp với lứa tuổi thì họ không nói. Chỉ đùng cái lâu lâu thì chúng ta chỉ thấy cái hình ảnh hay là những cái tin gì đó được đưa lên báo đài với những cái hình chụp rất là rùng rợn. Thì trên cương vị chúng ta cũng là những phụ huynh thì xin hỏi mọi người chấp nhận cho con mình tham gia vào những chuyện vậy. Mà khổ một cái nữa, ví dụ như là giống như nãy thưa Quang nói, họ cứ dựa theo số đông. Họ cứ dựa theo số đông, giống như hồi nãy Huy nói a vua bày đàn gì đó, mình đồng ý. Mà mình bổ sung thêm có một cái điểm nữa, có một phần nào đó ha, có một vài thành phần nào đó ít thôi, thực ra là lợi dụng chứ không phải a vua và bày đàn. Nó có một chút gì đó, nó gọi mang cái thiên hướng lợi dụng trong cái câu chuyện này. Giống như mình nói thế này nè, ở ngoài xã hội tí thôi, cái chuyện làm ăn mua bán cũng vậy, đúng không? Thì tâm lý ai cũng nói rằng là mình bán đồ tốt, đồ sạch, đồ có nguồn gốc, đồ không độc hại hết. Để làm gì? Mục đích là gì? Để lôi kéo thuyết phục khách hàng mua đồ của mình. Nhưng mà đâu đó cũng vẫn có những gọi là thương nhân, họ là làm ăn gian dối, hoặc là những người gọi là tham lam đó. Họ gọi là họ chêm vào những cái thực phẩm nó không đủ chất lượng để họ hám lợi. Thì theo mọi người cái đó là một góc nào đó, có phải là chính họ lợi dụng không? Yeah. Đúng không? Thì trong cái câu chuyện mà kêu gọi phụ huynh là đồng thuận cho tham gia chơi cái trò này, theo mình nghĩ đâu đó có một cái vài cá nhân nào đó đứng trên tinh thần là lợi dụng thôi, chứ không phải, chẳng phải ai vua bày đàn gì cả. Với mình là như vậy. Ok. Đúng rồi.